Em chào tất cả các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Lưới đai nhà em lại về thêm. Lưới đai thì nhà em có khổ 2m, 3m và 4m. Đây là lưới đai dệt kim của hãng Cao Sung, được nhập khẩu từ bên Đài Loan ạ. Lưới này thì nó, cái ưu điểm lớn nhất của nó thì nó bền, độ bền của nó rất là bền, có thể bền đến 5-10 năm. Trước thì nhà em dùng được 5 năm nhưng mà vẫn rất là bền luôn. Để xong là em dỡ dàn thì lưới vẫn còn rất là bền. Thứ hai là ưu điểm của nó là thoáng gió các bạn, rất là thoáng gió luôn. Cho nên là các bác mà làm nhà, làm vườn ở trên tầng cao hoặc là những chỗ nào nhiều nắng, nhiều gió ấy, thì các bác yên tâm khi mưa to gió lớn thì nó sẽ không bị tốc mái hay là bị rách lưới. Có khổ có hai màu, đó là màu xanh và màu đen. Đây là màu xanh. Đây màu xanh và màu đen. Cả ba khổ thì nhà em đều có hai màu, đó là đều có đủ hai màu. Đấy các bác có thể chọn. Khổ 2m là 28.000, khổ 3m là 40.000, khổ 4m là 55.000. Ngoài lưới đài ra thì em còn có lưới Nhật các bác ạ. Lưới Nhật thì hiện tại thì nhà em đang có tấm vá ít. Trước thì nhà em có 3 loại, đó là vá ít, vá nhiều và loại không vá. Thì hiện tại thì nhà em đang còn tấm vá ít này. Thì 160.000 một tấm. Đây là hàng Nhật bãi, hàng dùng rồi. Đã có miếng vá và đã có rách và họ đã vá rồi ạ. Cái này thì khổ của nó là 1m8 dài 5m1. 1m8 dài 5m1 thì cái này thì các bác mà làm cái vườn nhỏ nhỏ ấy, thì mình có thể tự mình có thể dùng lưới này được thì rất là dễ thi công. Đấy, ở xung quanh thì nó có đai kèm để các bác rất là tiện này. Ngoài ra thì các bác che vườn mà che nắng hướng tây ấy, làm rèm che nắng hướng tây mà buổi chiều nắng hướng tây ấy, thì các bác có thể dùng lưới này che rất là tiện luôn. Khổ nó cũng rất là vừa. Độ che phủ của nó thế thôi, giống với lưới đài, độ che phủ của nó cũng là 70%. Để lưới che nắng thì hiện tại thì em đang có hai loại. Còn cốc điều hòa thì nhà em vẫn có các bác nhé. Em sẽ chạy ra đằng sau quay một chút. Rêu sâu thì 40.000 một lạng, đây là rêu sâu loại 1 ạ. Rêu rất là khô luôn, cái này về các bác ngâm cho nó no nước rồi mình rải lên bề mặt chậu. Những cái chậu mà mình hàng cây mình vừa mới tách ấy, thì mình rải cái này lên để giữ ẩm bề mặt thì giúp cây nó hồi nhanh hơn và nó ra rễ nhanh hơn. Ngoài rêu sâu thì em còn có rêu rừng nhá. Rêu rừng thì là rêu rừng nhà em thì 40.000 một cân. Đấy, rêu rừng có hai loại. Đây cần tưới ạ, cần tưới nghìn lỗ thì 320.000 một cân. Cần này dài được cần này dài với dài mình đến 1m không nhỉ? Ôi, chưa đo được nào luôn. Cần này thì cái đầu dưới của nó đây. Đầu dưới của nó bằng nhựa. Cái này thì nước ra rất là mịn luôn các bạn. Nước ra nó rất là mịn màng và nó không mạnh đâu, không mạnh lắm. Cho nên là các bác tưới những cái cây con này, những cái cây vừa mới ra mầm hoặc là vừa mới ra lá ấy, thì các bác yên tâm là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái bộ lá. Ngoài ra thì em còn có cần Đài Loan 395. Cần 395 này thì là 420.000 một cần. Cần ngắn, cần này có 30 sen thôi. Đầu dưới bằng đồng, bằng cái này là bằng đồng ấy. Cần tưới inox. Cái này rất là vừa vặn tay luôn. Đấy, nhà em có hai loại. Nhà em có hai loại cần. Đây lúc nãy em có nói đến cốc điều hòa. Cốc điều hòa thì nhà em có hai loại, đó là cốc bé và cốc to. Cốc bé này thì chiều cao của nó là 9 cm, 8.000 một cái. Còn cốc to thì chiều cao của nó là 13 cm. Thì cái này là 13.000 một cái. À, chiều cao của nó là 17 cm ạ. Em nói nhầm đấy. Chiều cao của nó là 17 cm. Và có giá là 13.000 một cái. Xử lý giá thể thì nhà em có Chichoderma này. Chichoderma thì gói 1 cân là gói 1 cân. Gói này gói 1 cân là bao 40.000 ạ. Một gói như thế này có thể xử lý được 2 đến 3 tấn. Kinkinbun thì là 25.000. Chống thối nhà em thì còn có Kinkinbun 25.000 này, Ridomin ạ. Ridomin thì là 55.000 một gói. Ridomin thì một gói là 100 gram.
Ngoài ra thì em có ngọc linh các bạn, ngọc linh thì 95.000. Trồng thối ngọc linh. Cái này dùng hiệu quả, rất là hiệu quả luôn. Ở phi san là 55.000 ạ. Phi san thì phi san 20 55.000. Ở trồng thối thì em có mấy loại nhỉ? Hai loại. Movento ạ, Movento có chị dẹp, Movento chị dẹp 110.000. Đợt trước thì em có bán là 100.000 nhưng mà đợt này em nhập thì giá nó lại lên một chút các bạn. Vậy 110.000 Movento. Trên chị dẹp đối với đặc biệt là cái lan kiếm ấy thì rất hay bị dẹp thì các bác có thể là cái này full. Phân hữu cơ thì nhà em có ben. Ben bao 10 cân đấy ạ, ben bao 10 cân nhà em đây. Một bao như thế này là 470.000, các bác mua nửa bao là 240. Còn ben hộp 1 cân là 55.000. Ben hộp 1 cân 55.000, ben 1, ben 3 thì là 40.000 hộp 5 lạng, ben 3 là phân rơi. Còn phân BB này. Bao bách BB cái này là 35.000 một cân, túi của nó là túi 1 cân ạ. Chùn cuối Vmix là 45.000, còn Vmix Max, Vmix Pro ạ, Vmix Pro thì là 50.000 một cân. Còn phân tan chậm thì hiện tại nhà em đang có phân trì Nhật chỉ số 14, 13, 13. Cái này là 120.000 một cân. Phân xanh nhĩ Mỹ chỉ số của nó là 16, 62. Cái này là 140.000 một cân. Phân vàng Mỹ chỉ số 14 đều 150 một cân. Và phân trắng Nhật chỉ số của nó là 6, 40, 6, 220.000 một cân. Riêng dòng phân tan chậm thì các bác lấy bao nhiêu cũng được. Các bác lấy bao nhiêu thì em sẽ đong bấy nhiêu. Cái phân trắng Nhật thì mùa này bón rất là hợp, lân rất là cao, nó sẽ giúp cho cây của cứng cáp hơn và ít bị thối hơn ạ. Còn diệt côn trùng thì nhà em có Fendona. Fendona thì một gói như thế này là 5ml, sẽ pha 1 lít nước là 12.000 một gói. Ngoài ra thì em có Fendona 20SC, cái này là 40.000 100ml. Thì có hai loại, ki ri xanh là 45.000, ri đỏ là 55. Rong biển ạ, rong biển là 9.000 một gói. Ở B1 Thái có lọ lọ 100ml 25.000 ạ, lọ 500ml là 85.000, còn lọ 1 lít là 140. Bộ tứ phân cá Úc bao gồm có Acerot, Asiso này, Acerot này, Powerfit và Orhum. Đấy, cả 4 lọ là 25.000 một lọ. 25.000 một lọ, cả 4 lọ là 100.000. Bencona, Bencona diệt nấm mốc rong rêu vi khuẩn, cái này là 25.000 một lọ. Siêu to lá là 25.000. Dây buộc lan thì 40.000 cuộn to này. Ngoài ra thì em có cuộn màu xanh là 25.000 là 50m. Super canxi maze kali cái này là 25.000 một lọ này. N3M kích rễ N3M 25.000. Biorot là 70.000. Đây là hàng chiết ạ. Giải độc chống sốc cây cảnh thì có Amigreen 40.000 100ml. B12 25.000 50ml. Siêu mập ki 50.000 ạ. Keo liền sẹo, keo đen 47.000. Bả ốc 25.000. Siêu lân đỏ 25.000 ạ. Kích hoa thái 35.000. Này chồi thái 35.000. Đầu trâu 25.000 ạ. Còn bón lá của Gromor 27.000 một lọ. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em.